Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần dạng 2 của cái việc mà khảo sát và vỉa đồ thị của hàm số có dạng là AX bình phương á. Các em nhớ nè. Như vậy thì ở đây, đây cái dạng này. Thì chúng ta nhớ phần ghi thầy phần nhận xét này vô trong cuối bài nha. Do cái đợt trước thầy cũng hơi nôn nên thầy không cho em ghi phần này. Để cho nào, và cái phần này thầy cũng đã nói rồi chứ không phải là không nói. Đúng chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần 4, đó chính là ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn. Thì như vậy thì cái việc mà ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết cái vấn đề thực tiễn như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua hàng loạt cái ví dụ em. Nghĩa là ở đây người ta đưa ra rất là nhiều ví dụ, rất là nhiều ví dụ nha. Ví dụ 7 này, một hồ nước nhân tạo được xây dựng trên công viên giải trí trong mô hình minh họa. Đây các em này, mô hình minh họa hình 25 này, công viên nước chúng ta này. Đấy, thấy chưa? Đây là mấy cái thuyền. Nó được giới hạn bởi cái trục tọa độ và cái đồ thị của hàm số được cho bởi hàm số này, đơn vị đo độ dài nên là tương ứng là 100 m. Đường dạo ven hồ chạy dọc theo trục OX dài bao nhiêu mét? Thì các em thấy trên trục OX này, thấy không? Đây là trục OY là trục tung này, trục đứng. Còn trục nằm ta trục OX là gọi là trục hoành đấy. Người ta hỏi là đường dạo ven hồ chạy dọc theo trục OX dài bao nhiêu mét đây? Từ người ta từ căn cứ từ góc tọa độ đây, chúng ta ra tới đây thì đây là bao nhiêu mét này? Đó chính là 8 m. Nhìn đây trả lời thôi chứ đâu, đúng không? Tại những điểm nào trên đường đi dạo ven hồ chạy dọc theo trục OX nha, tại những điểm nào? Trên đây có những cái điểm này, thì khoảng cách theo phương thẳng đứng đến bờ hồ đối diện lớn nhất. Từ đây, nghĩa là chúng ta nhìn quanh này, từ đây chúng ta giống lên thì thằng nào là cái khoảng cách lớn nhất thì chắc chắn là chúng ta thấy là cái anh đây này, anh này gọi là cực đại này, gọi là mát này, giá trị lớn nhất nằm đây. Thì nếu mà theo mà chúng ta hình dung á, chúng ta giống xuống đây thì có cảnh tưởng ở đây là 5, nhưng mà gặp cái dạng này nghĩa là khi chúng ta thấy cái từ lớn nhất, cái từ lớn nhất này thì chúng ta phải đi gọi là tìm mát của fx. Để đi tìm mát thì chúng ta biết rồi, chúng ta đi tìm đạo hàm, cho đạo hàm bằng không, đúng không? Cho đạo hàm bằng không, ở đây giới hạn chúng ta đây là từ 0 tới 8 mét, từ 0 tới 8. Thì ở phần này thì nó lại có hai cái đoạn này rồi. Hai đoạn này thì chúng ta có thể có hai cách làm. Một là có hai cách nhé, bài câu A câu B này có hai cách. Một là chúng ta sẽ đi tính gì em f(x) cho f(x) này bằng 0, chúng ta tính cái giá trị x của nó, rồi khi đó chúng ta sẽ lập bảng biến thêm, sau đó chúng ta sẽ kết luận. Hai là chúng ta có thể tính cùng tìm tới đoạn này, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đi tính 0 với lại 8 và các giá trị chúng ta xem được thằng nào là lớn nhất, ta so sánh cái giá trị đó được chúng ta lấy, khi đó chúng ta sẽ tìm được khoảng cách lớn nhất đó. Cách làm phương pháp là như vậy nha. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị hàm số y bằng âm 1.5x cộng 18. Người ta dự định xây dựng trên bề hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường này là ngắn nhất. Ngắn nhất thì nó chính là gì? Nó chính là min. Tìm tọa độ để thiết kế để xây dựng bến thuyền này. Được chưa nào? Thì ở đây người ta giải nó rất là chi tiết rồi. Đây em, người ta giải rồi thôi chứ ha. Thầy trình bày qua thôi. Đây, 800 m. Nãy cái kia là 8, nhưng mà cái đoạn đó là 8 nhân 100 m thì nó sẽ là 800 m ha. Đây, x bằng 8 này. Ở đây người ta chọn, đây người ta tìm ra được hai giá trị x bằng 1 và x bằng 5. X bằng 1 và x bằng 5, ở đây người ta lập bảng biến thiên này. Đây, em ta x ở đây có vẻ thầy nói là x bằng 5 này. Và giá trị lớn nhất ở đây là bằng bao nhiêu? 8.1. Đó, người ta lấy 8.1 nhân cho 100 thì bằng 810 m. Đấy. Ok. Như vậy cách ra ô là bao nhiêu? 5 là 5 nhân cho 100 thì bằng 500 m này. Xét cái điểm này. Chúng ta dựa vào công thức tính khoảng cách.
công thức tính khoảng cách mà chúng ta được học ở chương trình lớp 11 này. Thế tọa độ vô, thế tọa độ thằng này vô của cái đường thẳng á, của cái đường thẳng mà chúng ta đây. Thế điểm M này vào cái đường thẳng này này. Để chúng ta tính khoảng cách MH ra này. Thấy chưa nào? Và nhớ nằm trong cái đoạn này. Ta tính H phẩy. Khi đó chúng ta cho H phẩy bằng 0, ta tìm được x bằng 0 và x bằng 6. Khi đó chúng ta tính cái giới hạn thì đây. X bằng 6 cái thằng này là nhỏ nhất này. Được chưa nào? Đó. Ok. Được chưa nào? Ở ví dụ 8. Số dân một thị trấn sau T5 cờ từ năm 1970 được tính bởi công thức này. Tính số dân thị trấn vào năm 2022. Như vậy năm 2022 so với cái năm 1970, đúng không? 2022 trừ 1970, đúng 1970 đúng không? Là bằng 52, đúng không? Tại vì số dân kể từ năm, cái thằng này là được tính bằng bắt đầu là từ năm 1970, mà bây giờ tính cái số dân tới năm 2022 thì xem thử nó từ cái năm 1970 cho đến năm 2022 là bao nhiêu năm ấy, thì khoảng cách thì chúng ta lấy sau trừ trước là bằng 52 năm, thì chúng ta thế T chúng ta bằng 52 vô, thì khi đó T chúng ta bằng bao nhiêu? T bằng 52. Thế chỗ đây được không? Đây người ta thế này, được chưa nào? Cái này sẽ sử dụng biến thiên dễ rồi, tốc độ tăng. Rồi phần này người ta cũng đã giải hết cho các em rồi, thầy nói thì cũng bằng thừa ha. Ta xem tham khảo nha, máy này giáo viên chắc chắn cho các em tham khảo, tại vì ở trong sách này người ta giải rồi, được chưa nào? Ví dụ 9 là bài toán thiết kế mô hình đường giao thông này, chúng ta cũng xem này nha. Cái ví dụ chúng ta xem này đây, dài lắm nha. Giờ nhiệm vụ của thầy này, thầy sẽ làm cho các em ở cái bài hoạt động luyện tập 7 này. Ở cái phần luyện tập 7 thì nó liên quan tới ví dụ 9 nha. Đã hỏi đây, trong ví dụ 9 góc dốc ở trên cái đoạn là từ A1000 tới 1000 lớn nhất. Lớn nhất nghĩa là min max rồi. Đây gọi là max này. Tại điểm nào? Em nhớ trong cái đoạn này ha. Thì bây giờ chúng ta quay lại ở phần ví dụ 7 nha, để tìm max trong cái đoạn đó. Rồi chúng ta sẽ quay lại ở cái phần ví dụ 9 nha. Ví dụ 9 thì ở đây ra cái hàm số này. Ở đây em. Đây cái hàm số của ta này. Cái hàm số bậc 3 chúng ta cần tìm là thằng này này. Bây giờ người ta yêu cầu tìm lớn nhất, đi tìm max đúng không? Thì bây giờ cứ chúng ta sẽ làm theo cái gì em? Min max là chúng ta được học rồi. Chờ thằng lấy tờ giấy đi. Nha. Rồi bây giờ người ta sẽ tính đạo hàm. Hàm số bậc 3 chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là nhớ là đây nó nằm ở trong cái đoạn này. X nó phải nằm trong cái đoạn này nha, chứ ngoài đoạn này chúng ta không lấy nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có F phải X đúng không? F phải X thì 3 xuống thì ở đây là âm 3 phần 80 triệu đúng không? 123 x bình phương, ok. Cộng cái số 2 này xuống đây thì rút gọn thằng này đi. Ở đây 40.000 thì nó còn là 20.000 đúng không? Thì nó còn lại đây là một phần. Phần này chắc hiểu chứ ha. 20.000 cộng x này ấy đi, nó còn đây là 11 phần 400. Còn cái thằng này là bằng 0 ha, bằng 0. Không rồi, như vậy f phải x chúng ta bằng như này. Ok, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái cho f phải x bằng 0. Ta có ở đây là f phải x cho bằng 0. Thì chúng ta ra được là âm 3 phần 80 triệu x bình phương cộng 1 phần ở đây là 20.000 x cộng 11 phần 400
sẽ bằng 0. Thì chúng ta dùng máy tính, ở đây chúng ta sẽ bấm x bằng, ở đây là x bằng nha. Ok, như vậy thì menu 9 2 2, như vậy ở đây là ta có bấm âm 3 phòng 80.000 80 này, 1 2 3 4 5 6, ok, sợ nhầm á ha, bằng 1 phòng 20.000, 4 số 0 không, 1 2 3 4, ok, 11 phần 400, rồi nó ra này, x1 ta ở đây là bằng, nó ra số thập phân ha các em ha, rồi x2 bằng âm 418, ở đây là lấy hai loại này, chúng ta ghi đây là thỏa mãn này, tại vì nó nằm, x của chúng ta nằm ở trong cái đoạn là từ âm 1.000 đến 1.000 mà, thì thằng này như nào ngoài thì chúng ta sẽ loại, ta sẽ loại, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ở đây á, người ta yêu cầu là tính lớn nhất, đây đi tính lớn nhất này, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính f, đúng không? Nên ta đi tính f của ba cái, là hai cái đầu mút này với lại cái anh này, thế là chỗ đây ra con số để chúng ta có, em hiểu không? Như vậy thì do đó chúng ta có f của máy này, f của âm 1.000 này bằng này, f của âm 418,588 này bằng này, và f của 1.000 bằng, ta thế vào ở đâu? Ta thế vào ở cái chỗ này, cái hàm số này, chúng ta dùng máy tính đã bấm xem thử thằng nào là lớn nhất thì chúng ta lấy, chúng ta hiểu không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thế vô để chúng ta bấm nha. Số hơi lớn nha. Âm 1 phần 80 triệu đô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Nhân ở đây cho âm 1.000 mũ 3 ha. Âm này. Âm 1.000. Gì vậy? Mũ 3. Rồi. Xuống. Cộng. 1 phần ở đây là 40.000. Cái này bấm mà nó sai nghe là to. Nhân ở đây cho, ở đây cho 1.000 bình phương đúng không em? 1.000 bình phương. Tiếp tục cộng 11 phần ở đây 400. Nhân đây cho 1.000. Cộng tiếp ở đây cho 50. Ok chưa? Coi kiểm tra lại một lần thử nè. Âm 1.000 mà, ở đây là âm mà, chứng tỏ cái chỗ này sai. Cái chỗ này thôi được rồi, tại vì âm, nhưng mà chỗ này này, chỗ này chứng tỏ đây là thế bằng dấu trừ đúng không? Tại vì nhân với âm 1.000 mà, chứ không phải là 1.000, đúng chưa? Các bạn ở đây sẽ bằng, ở đây là 60, đây sẽ bằng 60. Rồi, ở đây chúng ta tiếp tục, ta quay lại. Tới bây giờ người ta tính cái chỗ 1.000 thì người ta bỏ dấu âm này đi. Rồi, ok chưa? Rồi, ok. Chỗ đây người ta bỏ dấu trừ thành dấu cộng này. Rồi người ta bấm dấu bằng 90. Ở đây người ta tính bằng 90 này. Rồi, phải không? Rồi, tiếp tục. Cái chỗ này là chúng ta sẽ thế bằng âm ở đây là 418 phẩy ở đây là 588 này, mũ 3 đúng chưa? Ở đây là 418 phẩy 588, đóng ngoặc. Ở đây đóng ngoặc, ở đây âm. Rồi, bấm luôn để cho các em thấy. Chỗ này là trừ. Bốn một tám phẩy năm tám tám đúng không? Rồi bấm dấu bằng. Đây nghe. 43,7. Coi thử lại thử đúng không em?
Mẫu 3 đúng rồi. Cộng thằng này là bình phương đúng không? Đây. Cộng 50 đúng rồi này. Đúng nha. 43,78. 786 đi. Đây là 43,786. Rồi, ở đây người ta hỏi cái gì đây? Đúng chưa? Có kết quả ở đây. Như vậy ở đây người ta nói là trong ví dụ chính góc dốc của con đường trên đoạn này lớn nhất tại điểm nào? Đây, lớn nhất tại điểm ở đây là x bằng bao nhiêu? 1.000. Ha, và giá trị lớn nhất ở đây là bằng 90, 90 độ này. Được chưa? À, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi này, ghi chỗ này. Ha. À, góc em ghi là trong ví dụ chính, ghi hết thầy câu này vô. Trong ví dụ chính góc của con đường trên đoạn này lớn nhất tại điểm nha, em ghi là ở đây là tại điểm x bằng bao nhiêu? X bằng ở đây là 1.000. X bằng 1.000 ha. Tại điểm nào này? Tại điểm nào? Tại điểm x bằng 1.000, và cụ thể ở đây là f của 1.000 thì bằng là 90, 90 độ là góc đây là lớn nhất. Hiểu chưa? Vậy đó. Chúng ta tính đạo hàm f phẩy x. Khi đó chúng ta có f phẩy x bằng 0 thì chúng ta sẽ tính ra được hai cái nghiệm đó nha, x bằng 1.000, đây 60 độ, đây 43 độ thì lớn nhất nó sẽ 90 độ này. Bài này thì dễ nhưng mà do đưa ra cái hàm bậc 3 nó dài quá dài, chứ cái bài này có gì đâu khó đúng không nghe. Rồi ok chưa, thì những phần này thì chúng ta xem thầy đi. Đây, phần chú ý này, đô thị này được cho là đô thị giao với trục tung tại điểm có tọa độ là 0 âm 140 nha. Phần này chúng ta đọc thầy, thầy giải quyết em các hoạt động và phần luyện tập thôi nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập, bài dài lắm em chứ không phải đơn giản đâu. Chúc em học tốt, bye bye em nha. Ok, nhớ làm thầy phần bài tập trước nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.